được kho báu gì á mới. Kho báu hả? Mi nó tìm được kho báu gì mấy bạn? Kho báu, kho báu nhiều không? Nhiều. Trời ơi, em thấy vàng ở trong quá trời luôn, kim cương gì hộp sò một đống luôn á. Đi coi kho báu không? Đi lên, nhanh lên nè. Trời, nhỏ này nó tốn đồ sức gì mày có kho báu sao mày nói với tao? Bình thường mày đâu nói với tao đâu mày. Trời ơi, cái chỗ đó nó xa. Như em thấy hồi chiều, bây giờ em về em sợ mau á, em muốn ra đó nè, giờ rủ chị đi chung á. Trời ơi, vậy gì dễ rồi. Vũ anh đi ha, lấy xe chở ra quải. Đi. Ok, được chứ em ơi. Đi ha, có việc lớn, có con mồi lớn. Ủa, Nhi Ha đâu rồi ta? Ủa, Nhi Ha đâu rồi? Nhi Ha ơi. Nhi Ha. Ai ngồi kiếm anh Nhi Ha hả? Nhi Ha đâu? À, Nhi Ha đâu rồi? Anh Nhi Ha đang đi sửa xe rồi. Trời ơi, lại hư xe nữa rồi mấy bạn ơi. Chết Nhi Ha thiệt chứ. Bởi vậy mấy kêu qua đây coi nhà giùm nè. Ủa, mà hai người kiếm anh Nhi Ha có làm chi không? Trời ơi, chị đang có chuyện rất là quan trọng. Ly lấy kho báo nè. Mà giờ không có anh Nhi Ha, không có xe. Ồ, rồi báo. Ừ, à, phải đợi với hai về thôi tụi bay ơi. Đúng rồi. Giờ này mấy giờ rồi? Nhà đợi đi. Em đâu biết đâu. Vô tao coi cái đồng hồ tao biết mấy giờ liền. Ôi, cái đồng hồ này ai dục giờ trời ơi là trời. Không biết đâu nghe. Ê, nghe tiếng xe, nghe tiếng xe. Đêm hôm rồi không có chỗ nào sửa xe bực khóc cho mình. Trời ơi, về rồi hả? Gì vậy? Có việc lớn, có việc lớn. Con chơi mi nó biết được có chỗ có kho báo. Nó đi qua đây nó kiếm tôi với ông. Để tôi với ông cùng nói đi lấy kho báo. Hả? Kho báo? Thời buổi nào còn kho báo nữa? Trời ơi, kho báo nó này giấu ở trong gần đó nha. Ồ, nghe chưa Nhi Ha? Nghe là thấy hợp lý rồi. Hay là mình đi đi ha, mình đi đi. Nhanh không đó. Mọi người quên rằng là cái lời nguyền của con nhỏ này mỗi lần nó rủ là thấy không có điều nào lành hết. Trời ơi, nhưng mà cái này là kho báo. Bây giờ mọi người chậm cho kho báo mất ghen chịu. Vậy anh muốn có tiền nạp cho em không? Đi nó mới ra bộ sự kiện mới đó. Ừ đúng rồi. À quên. Mày đánh mày là bồ tao hả? Mày bồ nhớ kia. Không. Rồi đi, rồi đi. Này, dạo này tôi kho báo được rồi. Cho tôi tiền nạp liên quân đi. Ờ, trời ơi. Nạp liên quân dễ mà. Đừng nạp đi nạp. Trời ơi, sao thấy nãy giờ thẳng hoài có thấy tới gì đâu. Đó, tốt tiền rồi đó. Trước đó. Ở rồi giờ sao để xe này à? Để xe đây hả? Để xe đây đi cũng được. Vô đi. Đi vô thôi, kho báo đâu. Ở phía trước mình thấy có hai cây đuốc hình như là kho báo đặt đó mấy bạn ơi. Đi lại lấy kho báo thôi. Ghê ghê kiểu gì á tụi bay. Nhìn con đường đi đâu? Tại buổi tối rụm rạp thôi mấy bạn ơi. Cây hay bên rồi xong rồi mặt trăng ở giữa kìa. Ừ đúng rồi đó, mặt trăng ở giữa nữa công nhận. Thì đâu? Ủa kho báo của mày là cái này hả? Cái này là cái gương cũ kỹ của người ta mà. Có gì đâu. Ủa kho báo mà. Ủa cái gương gì vậy? Thôi cái chuông này lắc vậy. Sao cái chuông này nó lắc vậy? Chắc chó. Không có gì đâu. Trời ơi. Gió mạnh dữ. Đừng lắc nữa coi chuông. Gió mạnh đến nỗi mà lắc luôn cả cái chuông luôn hả? Tụi nói nó hết lắc cái nó lắc tiếp mấy bạn ơi. Chắc là chó không sao đâu. Nhưng mà ý là bây giờ tập trung vô vấn đề chính nè, là cái gương này nè. Quan trọng là em không có mở được cái gương này. Ai chân phong lên mở gương. Ai dạy mày đây là cái gương và kho báo? Ừ, ai dạy mày vậy? Thì nói là cũng phải giấu sao? Chứ giờ nghĩ coi mấy cái bộ phim mà đi săn kho báo toàn là giấu gương xong rồi mình đi tìm đúng không đó? Thì này gương này chắc ta cũng giấu ở trong gương sao? Có ai giấu gì nằm vậy không? Đúng rồi đó. Đúng rồi, nó có tấm bùa nữa kìa. Thì nó bị khóa đó. Chưa kể nó còn có tấm bùa dò trên cái lá bùa còn có cái giọng bát quái nữa kìa mày. Ừ. Nó còn có cái chữ gì nữa kìa. Cái chữ gì vậy? Mấy bạn mấy chữ này thì comment bên dưới cho mình biết với nha. Mà giáo là mấy người xưa tào lao tâm linh vậy á chứ gì đâu trời. Tâm linh mày là tâm á, mày là tâm linh nhất luôn á. Mày là tâm linh nhất luôn á. Nhưng mà em đang lần này em tin chắc chắn là kho báo không có gì đâu. Không có gì mày mở đi. Ừ, ok, vậy đúng rồi đó. Kho báo mày nhắm mày kho báo thì mày mở đi cho tao. Đúng không liên quan nha. Mở được không? Nè, lấy ra nè, có gì đâu trời. Dụng luôn á. Sợ hết. Nè, gỡ ra nè, có gì đâu. Trời ơi. Mấy cái đồ như vậy. Mấy cái đồ trên núi trên rừng là đừng có đụng vô. Đang gỡ. Nó cứng quá. Trời ơi, dây xích này là bằng sắt chứ có phải là bằng gì không đâu. Thôi mở đi ha, để cho nó mở đi. Biết đâu có kho báo rồi sao. Thôi mở trong đó có gì quá. Người ta khóa lại như vậy là chắc là đồ xịn lắm người ta mới khóa vậy á. Thôi vậy mọi người làm gì làm đi. Tôi ra xe tôi đợi trước cho. Anh đi ha, con trai mà anh đi ha nhé. Rồi trong trọng có cái gì vậy trời ơi, sắp có đồ rồi, chưa rồi, đó. Rồi trời ơi mấy cọng dây xích này cầm vô
vô thôi rình cái tay luôn rồi. Trời, mở ra đi Kimi, mở ra đi. Rồi 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 em mở nha, coi nè. Ủa, ôi cái con gì kìa. Cái con gì vậy? Lên xe lẹ, lên xe lẹ. Chạy. Nhanh lên. Chạy. Lẹ đây. Nhanh lên xe, nhanh lên. Trời ơi, chơi bi nó chậm chạp quá. Rồi, rồi, lên xe rồi. Cái quà gì trời. Chạy. Bỏ cửa, chạy lên ngồi đi. Chạy. Cái gì vậy, có chuyện gì vậy, Ui. Ghê quá vậy, ơi, nó ăn thịt chó kìa. Ở đây tới bụng rồi sao nó ăn. Ôi, chạy đây, về lại đi, về lại đi con ơi. Dạ, chạy về đường nào, ra đường nào về lại vậy? Đường này ơi, ơi, là kế mình, mày lại hại mọi người nữa rồi. Ôi, kè lại em đi, ăn đi, không sao rồi. Trời ơi, là trời ơi. Bây giờ mình chạy chung để thấy có điểm kiểu gì á. Bây giờ mình tách ra hay sao đi? Tao sẽ ăn hết của mày. Ơi ơi, hồi nãy tao nói bây giờ mình tìm con gì cho nó ăn đi, thì nó sẽ không ăn thịt tụi mình đó nha. Ừ, đúng rồi, nó đang đói mà. Kiếm con gì đi. Kiếm đi. Hồi nãy mấy này một đống sói luôn. Ơi, con này có con gì? Con gà, có chuồng gà. Đúng rồi, nhanh lên. Thôi, nhà này còn gà không vậy trời? Ba chuồng luôn. Bây giờ trước tiên kiếm chỗ trốn trước đã đây rồi tính sao. Ok, mình tính tỉnh lại. Không biết vậy tôi sẽ không đi tò mò đâu mấy bạn ơi, sợ quá à. Giờ trốn đâu đây? Vô, siêu thị. Bây giờ đầu tiên mình phải xác định con ma đó là con ma gì mình mới tìm được cách chứ. Con ma gì đó? Hay biết về ma nè. Con ma này hình như là trong mấy cái chuyện mà em đọc nó là ma lai hay sao á. Ma lai là ma gì? Là ma ma thích à, ma thích à. Ma thích là ma lai. Ồ, ma lai là ma thích à, ma thích à. Nó có cái ma đúng rồi. Xàm quá à. Ma con ma mà nó có cái ruột nó lòng thòng là con ma lai đó. À là ma lai, ai là ma lai hả? Đúng rồi, chứ mày. Trời ơi, con ma cút ruột hả? Nghe ngọt nghe lão quá. Ma nút ruột là vậy. Bây giờ cái ruột hả? Em chỉ biết. Trời mày chứ. Trời ơi. Đó kìa, đó kìa. Ê, con ma này biết sao không? Cái ruột của nó lúc nào cũng lòng thòng, bởi vì nó ăn nhiều cũng không no hết trơn á. Mở vậy bây giờ tụi mình phải kiếm cái gì đó để cho để giết nó đi. Bây giờ mình có hiến tế bao nhiêu nó cũng đi tìm thức ăn ăn hả? Đúng rồi, bây giờ làm sao để mình hiến tế để mình câu thời gian để mình xử lý nó thôi chứ. Thường mấy con ma này nó sợ gì mọi người? Nó sợ gì mấy? Tôi biết nè, nó sợ lá bùa kia mi tháo ra nó mới phá ra phần bướm. Cái gì? Tỏi đúng không? Bùa đó chỉ là một cái biện pháp. Tôi hiểu rồi. Bây giờ chúng ta phải làm cách nào đó để cho con ma chui lại vào cái rương, sau đó chúng ta dán cái lá bùa lên. Hợp lý chưa? Đúng rồi. Trời ơi, bây giờ nhưng mà cách nào mới vấn đề á chứ. Trời ơi, bây giờ có cách nào để dụ nó về được không nè? Bây giờ mình tìm cách để vô đi, bắt đầu dụ nó vô hay là được rồi. Chị Kemi, ê ông lẽ giờ mình nhốt chị Kemi lại luôn hả? Ơi, giờ
ơi, không biết nữa đây? Bây giờ cứ trước tiên xử xong cái con kia trước đã. Ừ đúng rồi đó. Ok. Nhanh lên, nhanh lên. Giờ có bận lại con ba la với mình lận á mọi người. Nhưng mà trời ơi. Sợ quá. Nhanh lên, nhanh lên. Mình đâu có ngoài à. Mình hỏi chị Cammy cách giết ma, giờ không có chị Cammy hỏi ai sao bây giờ. Một người phải bỏ đây con gà đó, nó đang dí hoài kìa. Câu đi em cho. Đi đi đi, xe dây ơi. Chạy. Nhanh lên, nhanh lên. Đi. Tiếp tục đi nha. Ôi trời ơi, tôi không muốn cái chuyện này xảy ra. Nhưng mà bây giờ nó đã xảy ra rồi nè. Con mày con héo nè mày. Cụ kìa. Con mày con héo đó, lấy đi. Tao lấy con cụ. Đi. Nhanh. Đi tới chỗ đó. Bây giờ mọi người vô đi. Bây giờ chúng ta tìm cách gì đi. Bây giờ làm sao để kiếm lại lá bùa với mấy ơi. Lụm lại lá bùa. Đã con Kimi nó vô. Đi mọi người ơi, mọi người. Nhanh lên. Lá bùa cỏ đó không vậy trời. Bây giờ được không? Tôi chặn được lá bùa. Tôi chặn được lá bùa. Bây giờ Em đặt con cái con của em lên cái rô đi. Ok. Đây con cụ này. Em đây. Để chắc rồi. Rồi. Chạy qua em ơi. Chị Kemi. Xong rồi. Giờ còn chị Kemi. Bây giờ nó Kemi nữa. Bây giờ mình phải làm sao? Hết gà rồi mọi người. Hết gà rồi. Ăn trứng rồi. Công nhận mình sợ thiệt á, mốt là mình hết dám coi mấy cái đồ tào lao, đồ bị bạ quá, mà thôi khổ.